Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 24 tháng 3 trên kênh VTV Thiên. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nén lạnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Trong đêm nay, vùng mưa sẽ được mở rộng ra nhiều khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Cục bộ, một số khu vực có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 30mm. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh kết hợp thêm mưa, nhiệt độ sẽ giảm từ 4 đến 7 độ tùy từng khu vực. Nhiều khu vực vùng núi cao trời sẽ chuyển rét. Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Dự báo đợt không khí lạnh tiếp theo với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung từ ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 3 tới, sẽ gây ra thêm một đợt mưa mới, phạm vi ảnh hưởng kéo dài lâu hơn. Bên cạnh đó, không khí lạnh kết hợp với gió đông và gió đông bắc, phạm vi ảnh hưởng bao gồm cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, từ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ nhiều mây, ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, có gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 23 đến 26 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, ở phía Nam từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu thứ thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh,
với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngoài ra, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, dự báo từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 6, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhận định về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới, trong năm nay có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và có khoảng từ 4 đến 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp và gây ra gió mạnh sóng lớn trên biển. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.